É, não dá, né? Nấp miết rồi, không hiểu đi lòm nên đi, không hiểu đi lòm nên đi chơi nữa đó. Nấp miết rồi, cái gác nữa. Sáng giờ nó chưa lòm luôn rồi. Thôi chị, nó như điếc không xài súng á. Mày giống vị nhà thứ hai đó. Nó trời mệt lắm. Đi lò mà ăn mặc đồ gì mệt ta.
Đi đâu ông, đi đâu đây ông chẳng nói rồi. Chẳng hết không? Cái đó tẩy nhọt gì máy kìa, có nhọt trong máy kìa, cứ kè được. Mình lấy hay là anh kia? Thank you.